Xin được kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn. Quay trở lại với anh chị và các bạn trong cái buổi chiều ngày hôm nay. Cửa hàng Auto Tiến Khanh xin được giới thiệu tới anh chị và các bạn một cái mẫu Lasaki CDX được sản xuất năm 2009, trang bị số tự động, xe được trang bị đèn lổ start top, cửa sổ lốc, cảm biến lùi và các hệ số an toàn như cửa túi khí, phanh ABS, trang bị 4 bánh rất là an toàn, cửa khóa thông minh. Và với cái mẫu xe mà được đánh giá là rất là đẹp, form dáng rất là đẹp và sự được trang bị rất là nhiều trang thiết bị hiện đại, an toàn. Mẫu xe này anh chị và các bạn có thể mua về gia đình sử dụng, rất là hợp lý, rất là đẹp. Và với cửa tiền trên 200 triệu một chút thôi, anh chị và các bạn có thể sở hữu ngay cái mẫu xe này. Và hiện tại xe đang mang biển của thủ đô, tên tư nhân chính chủ. Nên là nếu anh chị và các bạn ở khu vực thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh sở hữu cái mẫu xe này thì sẽ không bị mất phí sang tên đổi biển. Xe đến thời điểm hiện tại hoàn toàn là không đâm va tai nạn, không ngập nước nhé. Cam kết tới anh chị và các bạn. Xe rất là cứng, xe chắc chắn, nhập khẩu mà. Xe này là một chiếc nhập khẩu nguyên chiếc. Form dáng rất là đẹp đúng không ạ? Mặc dù hơn chục năm rồi nhưng mà hoàn toàn là không có lỗi mốt một chút nào. Đến bây giờ nhìn form dáng vẫn rất là bắt mắt và được nhiều người yêu thích. Dòng xe này thì nó sử dụng đèn halogen rất là sáng. Đèn gầm thì đầy đủ. Đèn gầm đầy đủ nha anh chị và các bạn nhé. Xe cam kết tới anh chị và các bạn là xe đến thời điểm hiện tại hoàn toàn là không đâm va tai nạn này. Và đây là tên tư nhân chính chủ gia đình sử dụng thôi, nên là được xe được giữ gìn rất là tốt và hoàn toàn rất là cứng, xe còn rất là đẹp. Kể cả về cái tổng thành, cái phần sơn xi của chiếc xe này, phần sơn này rất là mỏng, cái phần vỏ rất là mỏng. Nó được những cái sơn tỉa thì cũng có nhưng mà sơn zin thì còn rất nhiều. Và cái dòng này thì nó có cái khóa an toàn, khóa thông minh ở hai cửa bên lái bên phụ đều có này, rất là hiện đại đúng không? Chiếc này thì đăng kiểm vẫn còn đến tháng 3 2021 này, đăng kiểm rất là dài, cửa sổ lốc này rất là sang. Với cái mẫu xe với cái tầm cửa tiền trên 200 triệu mình sở hữu được cái mẫu xe mà được trang bị rất là nhiều các option. Và dòng này thì nó có điểm mạnh đi rất là chắc chắn, nó sử dụng máy động cơ xăng 1.6 mà đi rất là đầm, vì cái xác xe là của nó cũng gần 2 tấn vậy, gần 2 tấn, nên là đi rất là đầm xe. Thì nếu anh chị và các bạn muốn trải nghiệm cái mẫu xe mà đi đầm chắc thì đây là một cái xe rất là đáng để mà sử dụng được. Chiếc xe rất là đẹp, rất là chi tiết và những cái đường gân này rất là chuẩn đúng không? Đường gân rất là nét, từ thẳng tắp từ đầu đến đuôi. Hay những cái hộp sàn nó còn thẳng này, không có vẫn một cái hiện tượng cong vênh méo mó nào cả. Đấy. Rất là đẹp. Lốp này, lốp còn rất là mới nhá. Lốp còn rất là mới. Hay cua lốp này. Đó. Sáng ba choang này mà. Đấy, xe nhập khẩu thì bao giờ cái phần chất lượng của chiếc xe nó cũng rất là tốt. Gầm rất là chắc. Hai nội thất bên trong này nhìn nó đẹp như này cơ, nó còn đẹp như này. Đó. Rất đẹp nha. Riêng cái dòng này nó thiết kế cabin rất là đẹp mà nhìn này, nhìn rất là sang. Xe trang bị rất là hiện đại như để lổ start top này, cửa sổ lốc. Đó. Rồi khóa thông minh. Còn phần gương thì có cụp xòe chỉnh điện, tổng thành nâng hạ kính này bằng điện. Xe đó tất cả là chuẩn hết, cột kèo chỉ của chiếc xe chuẩn. Đây một chiếc xe nhập khẩu nhá, những cái thông số kỹ thuật của chiếc xe này nhập khẩu từ Hàn Quốc này, từ những con ốc còn rất là sáng. Xe đến thời điểm bây giờ nhìn hoàn toàn là không có vấn đề gì cả, rất là đẹp. Đó, cửa tiền chỉ có trên 200 triệu thôi. Một cái cửa tiền rất là yêu, rất là rẻ cho một cái mẫu xe mà sang trọng và sang được trang bị rất là nhiều trang thiết bị hiện đại.
cốp mở bằng điện. Đó. Đó. Anh chị và các bạn có thể nhìn thấy cốp rất là rộng. Hay là những cái hệ thống đèn này. Rồi đây, anh chị và các bạn nhìn nhé. Đấy, cảm biến này. Cảm biến rất an toàn khi lùi xe này. Thường những cái đinh tán nó còn nguyên nhé. Đó là cái điểm mà rất là anh chị và các bạn đi xem xe nên lưu ý và xem xét rất là kỹ, phải kỹ lưỡng cái mà, những cái điểm đinh của chiếc xe. Mình xem những cái phần đinh của chiếc xe thì xem nó còn nguyên bản hay là đã cong vỡ, đã bị mất hoặc là đã bị biến dạng. Tất cả rất là đẹp. Đấy, anh chị và các bạn nhìn nhé, keo chỉ rất là chuẩn, xe được giữ gìn rất là tốt từ hệ thống tam ly này, hay cột kèo cho xe. Xe này thì anh chị và các bạn về cũng chỉ việc sẵn sử dụng thôi, hoàn toàn không phải làm gì cả. Cái khóa thông minh này nó rất là hiện đại, anh chị và các bạn chỉ cần bấm đây là sẽ không phải làm khổ, sẽ tự khóa cái cửa này. Khi bấm vào nó tự mở ra, cái khóa rất là hiện đại. Đây đúng không anh chị và các bạn nhìn này, một cái cabin rất là đẹp. Đấy. Được thiết kế rất là đẹp, đến thời điểm bây giờ nhìn hoàn toàn là không có bị lỗi mốt gì cả. Còn bây giờ thì xin mời anh chị và các bạn cùng vào bên trong cùng em để xem kiểm tra tất cả trang thiết bị của cái mẫu Lacetti Series này. Một mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc. Xe đã có đầy lỗ start stop này. Đây. Đó, anh chị có thể thấy nhé. Và hiển thị rất là đầy đủ nhé. Đến thời điểm hiện tại hoàn toàn là không có một lỗi nhỏ nào. Vòng tua rất ổn định. Và ngồi trong xe thì nó cái cách âm của chiếc xe cũng rất là tốt. Cái tạp âm ở bên ngoài lẫn vào bên trong rất là ít. Còn độ đầm thì chắc chắn là cái dòng này đi rất là đầm xe. Cái trọng lượng của chiếc xe nó lớn nên là nó đi rất là đầm. Và nó sử dụng máy 1.6, một cái động cơ eco nhé, một cái dòng động cơ rất là tiết kiệm xăng. Vô lăng thì đã có tích hợp này, có gầy số và kết nối âm thanh, kết nối cuộc gọi. Cũng có cả túi khí cho ghế lái và có cả ghế phụ cũng có này. Rồi phanh ABS thì trang bị 4 bánh nhá, cảm biến lùi sau xe rất an toàn. Đấy, một chiếc xe có cả xây ghế này. Hệ thống xây ghế. Đó, anh chị và bạn nhìn này, xây ghế này. Hiện đại, rất là hiện đại đúng không ạ? Khóa đây là này, khóa trung tâm, khóa cửa trung tâm nằm ở đây. Số tự động. Rồi cái chi tiết là như gương cụp xòe này, hoạt động tốt nhé. Đó, hay tổng thành nâng hạ kính này. Lên xuống. Nhé. Lên xuống rất là mở. Tiếp tục đến cái cửa sổ trời xa, rất là sang đúng không? Rất là sang. Hoạt động là trơn tru mượt mà, rất là trơn. Đó. Rất là sang đúng không ạ? Một cái mẫu chỉ có cửa tiền trên 200 thôi mà mình sở hữu được rất là nhiều cái thiết bị. Đấy, một cái xe được rất nhiều option. Điều hòa ok hết, tất cả là rất là mát. Tất cả là ok hết nhé, tất cả trang thiết bị không có vấn đề gì cả. Còn bây giờ thì em xin mời anh chị và các bạn cùng em đi kiểm tra cái động cơ của cái mẫu Lacetti Series này. Đấy.
mẫu dòng CX này sử dụng động cơ eco, rất là tiết kiệm xăng và sử dụng máy động cơ xăng 1.6 kết hợp cái động cơ eco này thì nó khá là tiết kiệm xăng. Còn đâu về máy thì rất là êm, anh chị bạn có thể nghe thấy tiếng máy rất là êm đấy, cực kỳ chất đến thời điểm hiện tại nhé. Vâng, với cái mẫu Lasetti CX sản xuất 2009 sang bệ số tự động này, tên tư nhân chính chủ biển thủ đô, thì anh chị và các bạn nếu có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của em Khanh theo số điện thoại 0943 62 61, đến trực tiếp tại cửa hàng Auto Tiến Khanh nằm trên đường 38 thị xã Kinh Môn Hải Dương để xem trực tiếp cái mẫu xe này. Xin cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi video clip của em trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn ở video clip tiếp theo.